Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Rùa đây. Thì cái clip hôm nay mình sẽ quay trở lại với Mark Workshop mới ở BCFQQ anh em ạ. Mark Workshop liên quan đến chế độ zombie thủ cửa. Đây là một map rất là hoành tráng anh em. Và anh em có thấy con rồng này nó quen quen không? Nó bề luôn con rồng y chóc ở bên map bà cua qua chế độ zombie thủ cửa. Thế này thì không lẫn đi đâu được rồi. Chắc cái cha thiết kế map bà cua nó thiết kế ra cái map này rồi. Thì chắc map này lấy ý tưởng từ Cấm Thành và xung quanh là Vạn Lý Trường Thành anh em ạ. Ui, nhìn là mối nhỉ. Và có những cái góc bung này, chạy thôi. Chạy, mới vào chạy đành mạnh cái thằng quỷ kia. Nó có cái gương chiếu hậu, nó chạy đỉnh bệnh. Chứ exciter gắn tên lửa vào đít vậy. Ui trời ơi. Thôi, lên vị trí rồi, ngon. Kìa, bắn cover đi, hay quá. Trời ơi, đất chật người đông. Burong thì thúi ở đây làm gì? Toàn 6 đồng VIP thôi anh em ơi. Được tặng 6 đồng VIP free mà. Người nhà có 6 đồng VIP. Mình cầm em vô phiên bản full phụ kiện. Bắn cho 5 máu. Khi đã máu rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai. Lên sao được bạn ơi. Ui, còn có 18 giây nữa thôi chúng ta sẽ qua step mới rồi. Thì lấy ra mình chơi chỉ quay được cái step 2 thôi anh em ạ. Chưa quay được cái step 3, step 4 như thế nào luôn đấy. Không biết trận này có thể đi qua được step 3, step 4 không. Rồi còn 1 giây. Né thôi. Rồi cái đoạn này thề. Cái đoạn này mấy anh tính chấp chạy bom kinh dị lắm. Trò chơi mạo hiểm. Nhảy thôi. Ship. Sời quang rồi anh em ơi. Thì ở step 2 thì chúng ta đang di chuyển trên Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành phiên bản định bệnh con nhà nghèo. Chưa có đủ điều kiện để làm cho nó màu mè hơn. Làm được có một bên thôi, còn bên kia chưa làm xong đầy đủ. Trốn chúng tôi này. Bị đồng thế. Thôi, đây. Chỗ tiếp theo mình sẽ phải đi đây, nhưng mới tối giờ nó đang chặn rồi. Chạy thôi, tổng lỡ. Rồi anh em ơi, mình chưa review map được, giờ mình phải chạy cái đoạn này mới tin chấp cho bom khiếp lắm. Qua đi mấy bạn ơi, hay quá. Rồi, đông như thế này là có thể qua được step tiếp theo rồi. Còn step này kiểu 3Z được bắn nhỉ. Mấy anh 3Z đây, mọi đứng nhắm bắn chim ngồi bắn tới đâu rồi đến cuối buổi. Đấy, anh em nghe tiếng gì không? Có mấy cái mùi mắm tôm nó thum thủm đâu đây. Mày lỉnh thì chớp trời bom khiếp mày lỉnh. Đây. Hai con Pokemon đang vậy như kiểu chuẩn bị giao cấu với nhau. À quên, giao chiến với nhau. Nó lại nhầm mồm. Dạo này coi mấy cái phim Nhật Bản nhiều quá, nó cứ bị ngôn ngữ nó bị loạn đấy anh em ạ. Rồi 5 giây chuẩn bị chạy này. Lâu lắm rồi mới có một map zombie thủ cửa workshop đừng mọi dằm thôi. Vâng, chúng ta đang bên trong gọi là Tử Cấm Thành rồi. Ui nhìn đẹp nhỉ. Thiết kế phải gọi là vãi lìn ạ. Được đấy chứ. Tí mức tội là cái màu của bên sếp QQ workshop này chưa kiểu tô được anh em. Ôi giời, mắm tôm, từ. Mắm tôm mẹ ơi. Mẹ ơi, mắm tôm. Nguy hiểm thế. Con tá đâu ra vậy? Có hero này. Ôi giời, mắm tôm. Thôi mấy anh ơi, em hero ngay chứ định mày không thể để mấy cái thằng mắm tôm nó định mày nó chọi mấy cái cục bên dưới là rớt chết cũng người được. Hay, rifle hợp lý bạn ơi. Tính đứng lên cái lan can này bắn nhưng mà sợ thằng tí chớp chọi cho bom rớt anh em ạ. Này, bắt đầu cái step này thì mình vẫn chưa chơi này. Lấy giờ cứ đi đến cái step này là toang thôi. Tại vì thằng tí chớp nó chọi bom bên dưới á. Có kịp chạy đâu. Toàn chết ngu. Đây, cầu thang à. Sao đi không nói, đầu phòng có voice chat để làm gì vậy? Mình quỷ. Mẹ chim bỏ bạn. Thì lấy mình biến hero mình đi qua cái chỗ màu đỏ này. Nhảy vào cái màu đỏ này nó lại chết luôn anh em ạ. Vâng, một thanh niên ngu người cho hay. Cứ tưởng cái nào nhảy vào cái đỏ này là chết luôn này, tự sát luôn. Ôi rồi ôi. Kêu mắc bao đẹp. Mắm tôm. Ôi trời ơi, chỗ này mắm tôm thì không xi nhê nhé bạn ơi. Chỉ sợ step sau thôi. Cái map này là anh em phải vừa áp dụng parkour vừa áp dụng thục cửa, nên nó hơi được mình căng não chút. Gặp mấy bố thì trước chọi bom chuẩn chút là thôi. Em đi về miền đất hứa. Còn tia chớp. Ôi, còn 5 giây gài đạn cái rồi đi thôi. Đi thôi cái bạn trẻ ơi. Đi thôi, đừng ham, thằng nào ham sắp mặt nhận đây. Ui, nhìn thấy hai con Pokemon nó nhìn nhau chuẩn bị phang nhau kìa. Map chất rồi, quá chất luôn. À đây. Bây giờ phải đi theo sau mấy thanh niên này chứ mình cũng không biết map rồi đó. Ui, lên cái đài quan sát nè. Ui, không bắn xuyên được anh em ơi. Ui, hai con rồng kia nhìn chất nhỉ. Kìa, rifle hay lắm. Bắn nhịp nhàng thế nhỉ. Cái gì ấy? Ôi, anh tơ lên không lên được mà để con y tá cứ bắp lên ạ. Game là khó. Bắn đi. Ôi thôi để nó lên định mệnh như tên lửa vậy. Bắn đi. Rifle lên. Không để tơ áp sát. Hay. Ôi hay lắm các bạn ơi. Cover mình ngay. Rồi, đây à, qua đây à. Ôi rồi ôi, cái chỗ này thì zombie qua hộ. Trời, bò qua đây là cả một vấn đề anh em ạ. Đâu, anh em zombie đâu, lại đây. Cái chỗ này là chỗ qua cổng rồi. Trời ơi, zombie xuống hộ. 4 thằng nó phóng lụi thôi chứ ba má nhưng không ra. Tơ kìa. Rifle lên. Ấy, định mấy thanh niên để biết chơi anh em ạ. Cô vơi nhịp nhàng hết nhở. Còn 20 ấy giây nữa anh em ơi. Step sau, step cuối sao rồi đó. Đấy, thằng nào đi trước thì thằng đó làm hero. Vậy thôi, không ý kiến. Đấy, định vậy. Một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Xài. Đi chậm hơn nhau còn 1 giây 2 giây ạ. Mày nhỏ, sắp bật lờ rồi. Thằng quỷ bóng tối. Trời ơi, mày thả bom ở đây thì bố thằng nào nhìn được đường mà bắn. Anh em ơi, tiêu diệt thằng bóng tối trước anh em ơi. Không phải thằng bóng tối để trứng được. Toàn sáu lỏng một dã này. Chuẩn bị. Té thôi, 6 giây. Cái đoạn này nguy hiểm này, mấy cái đoạn này qua sở tiếp sau là thì chớp bọn nó manh động lắm. Đi ship từ từ thôi. Có thì chớp không? Không có thì chớp. Ok luôn. Rồi, qua luôn. Ô, tính ra map này thủ cũng khó đấy anh em ạ. Nếu mà gặp mấy ông thì chớp là biết chơi chọi bom map này thì thôi chứ. Dụng này. Tại vì hôm nay là kiểu hôm đầu tiên ra cái map này á. Lên vẫn chơi vẫn còn nhẹ nhàng, tình cảm, dễ chơi. Ôi rồi sọc, chạy. Lên, đúng rồi, bắn nó. Hay, chống la. Rồi cái đoạn này. Ui rồi, một từ trước anh em thấy chưa? Sẽ có vàng đồng chí là dùng này. Ôi rồi, rất nhiều đồng chí dùng này. Thôi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Chơi game sau nhá. Rồi kìa, bắn tơ đi anh em, bắn tơ đi. Có cái lình thì mất giáp vậy. À, vậy để mất giáp kìa. Có hero rồi. Thế cái trận này nó nhiều tia chớp anh em ạ. Nguy hiểm quá. Ôi trời ơi, anh tia chớp cứ đứng ở trên cái lan can ở trên tử Cấm Thành mấy anh cứ ném mắm tôm ship xuống. Được bệnh shipper có tầm thế không biết. Và 4 giây nữa, cố thủ kìa, lìm tia chớp tao nhìn mặt mày nhá. Rồi qua step này thì step này thì bọn tia chớp nó đứng hồi sinh ở đây, cái là bọn nó ném bom lên trên luôn đấy. Sợ vãi lên. Chạy đi các bạn ơi, 6 hero đừng để chết. Bọn này vẫn chưa thuộc map mà. Thôi đứng lại là xác định rồi. Thôi. Mình thì chết bởi sinh rồi, đứng lại là xác định rồi. Đấy, ôi ôi. Trò chơi mạo hiểm. Cái run là run tay là rớt này, tao là run tay là rớt này. Ấy, vẫn qua được ghê nhờ. Cái đấy. Nhưng mà hiện tại có 6 đồng chí thì còn giờ còn có 4 đồng chí thôi. Quá căng thẳng. Thế cái thằng bóng tối nó khó chịu nha. Anh Tơ ơi, không nhảy được đâu. Đừng cố làm gì trở thành quá cố anh ạ. Quá cố. Rồi đi thôi. Tí nữa đường tắt của bọn zombie là nó móc vòng đường này nè. Mình mà đi không kịp là xác định luôn đấy. Đấy, nó đã móc đến rồi. Nhanh thật. Uầy, tính ra anh em thủ cái map này anh em chỉ cần tham minh chuẩn mấy thằng ti chớp chạy bom thôi là anh em có thể đỡ được mấy cái trái bom ti chớp ấy. Map này chỉ sợ ti chớp thôi mà. Với anh Tơ nữa, Tơ thì cứ áp sát thì mình cầm rifle ra mình bắn. Đấy, kê cao lên là đều bệnh. Rớt ngay mồm. Bóng lụ cứ rớt ngay mồm, thằng nào chịu nổi. Đâu. Đấy, thì mình cứ thò đầu ra là 3k. Úi giời ơi, nó vậy gọi là kill phê. Đấy, cứ chia nhau ra, 2 thằng bắn rifle, 2 thằng bắn này là hợp lý nè. Đi thôi, đừng bay. Thế, nó cứ giờ hồi sinh đi nhìn trước mặt á. Thôi anh thì chớp ơi, anh thì chớp bớt hoạt động đi anh bé ơi. Ôi con tá nó móc kìa, ôi định mình nó móc vậy ai chơi. Lên đi, mình cover. Có mình cái gì bắn nó không phóng nổ, nó không nổ luôn nhỉ. Rifle liền. mày lên. Ôi ôi, mất mày để chết kìa. Ui nó đông, thôi xong. Em mới thò đầu ra có tí em mất 3k luôn rồi. Vãi lìn thật. 4 kill. Có vẻ trận này bọn nó căng thẳng hơn trận lúc nãy anh em ạ. Rifle đi, rifle đi, rifle đi. Duty. Ôi thôi xong rồi. Hay. Sang lại. Nó bật nó kêu chạy. Ok ok ok. Cover cái. Đồng đội nhịp nhàng ấy nhờ. Đấy nó phải cover như vây này. Được được được, biết chơi, step lại ở lại nha các bạn ơi. Ở lại còn khoảng 2-3 giây rồi đi. À như cái mấy cái step này nó không tính giây hay sao á. Được pha multi là ngon rồi, được pha multi là ngon rồi anh em ơi. Sao FPS của mình giờ nó xuống ghê chứ ta. Ôi rồi mấy bạn bảo hộ, mấy bạn bảo hộ. Còn 18 giây nữa thôi anh em ơi. Ở lại nhé hai đồng chí ơi. Kìa tơ kìa, bắn luôn. Đừng chạy. Thôi đủ phóng nó nhảy gì ghê. Rồi, ở lại. Ôi cái thằng quỷ quên qua step bị bom tinh chớp làm rớt à. Ui, định mệnh thôi toàn rồi. Không thằng nào ở lại cover mình rồi, thôi chạy. Trời thế 9k mấy máu không chết ạ. Toàn rồi anh em ạ. Ok thì tôi check clip của mình cũng đến đây thôi. Chơi cái này phải biết chơi nữa, đừng mình mấy thanh niên không ở lại ạ. Bye bye anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo nha. Trận cuối rồi.